Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em làm chả cá. Hôm nay em làm tầm có chục cân đây nhá. Hôm nay là có khách đặt chục cân nên em chỉ làm chục cân, hôm nay em không bán lẻ nhá. Ai ăn thì cứ inbox riêng cho em nhá, để em gom gom và nhiều thì em làm tiếp. Còn hôm nay là có khách ở Hà Nội đặt chục cân nhá. Hôm nay làm ít, đâm ra là em bán ở trong bếp luôn nhá, chứ không mang ra ngoài quán bán như mọi lần nữa. Chị cho em miếng bé bé em ăn cái nào. Bé chị là ngon nhá. Vừa bạn nhỉ. Hôm nay có khách đặt là nằm cho ít ớt và ăn hơi tê nhỉ. Có hoa tê. Cho bao quả ớt mà cay cay chứ. Ớt ngon. Tắt bếp nhỉ. Mọi người nha. Dạ quá nóng rồi, nhưng khổ quá ăn. Ship cho cô này. Ôi dồi ôi, cô nương ơi, sao không đặt sớm. Để tí là cháu xem thế nào nhá. Tại vì đây xem còn dư cơm bên này. Khách ở cô ở Hà Nội cô đặt 10 cân cơ mà. Tí nữa để cháu chia ra đã nhá. Không có gì cháu nhắn tin cho nhá. Mẹ hôm nay ngon vô đối luôn. Thì mẹ nào cũng ngon. Thế nhưng mà hôm nay cái cô ở Hà Nội cô ấy đặt hôm nay cho một ít hơi ớt ớt vào cho canh ngon ngon để cô về cô đi cho mọi người Tết ấy. Hôm nay không làm nhiều, làm ít thôi nên rán ở trong bếp. Chứ mỗi hôm mà làm nhiều bán lẻ thì cháu phải mang ra ngoài quán, à ngoài ra ngoài cửa rồi. Mọi người ơi, em xin kết thúc live stream ở đây nhá. Mọi người ai ăn chả cá thì cứ đặt riêng cho em nhá. Thì là gần Tết rồi, vừa rồi làm tổng 3 hôm vào tạ rưỡi rồi nên gần Tết rồi. Hôm qua hôm nay làm cho cô ấy 10 cân dạng không đăng bài trước từ hôm qua ấy. Định hôm nay chỉ làm cho đủ cho cô ấy thôi. Mọi người ai mà thích ăn thì cứ nhắn tin riêng cho em nhá. Gom gom nếu mà nhiều thì từ giờ Tết em làm mẹ nữa nhá. Xin kết thúc live stream đây.